Các bạn đang nghe truyện trường sinh bất tử trảm yêu trừ ma trên kênh TV Audio CV Chương 565 Gián điệp Tề Vương Phi cẩn thận xếp tờ giấy lại Vốn dĩ nàng ta còn một cơ hội để Cẩn Giang có thể được ở lại đại càng hưởng hết vinh hoa Sống như một thế tử bình thường, lớn lên lấy vợ sinh con cũng có thể ở lại bên cạnh mình Nhưng tất cả những thứ này đều bị nữ nhân kia hủy hoại đi rồi Khó khăn lắm nàng ta mới có thể thay đổi được thái độ của Cẩn Giang vậy mà nó lại bị Khương Thu Lan kia treo đùa đến mức cơm nước không màng, thậm chí còn u ám hơn trước kia rất nhiều. Để tránh nhi tử nhà mình lại tái phát loại sở thích quái gở kia, cuối cùng gây nên trò cười trong hoàng thành, nàng ta đành phải bất đắc dĩ tiễn nó rời đi. Đáng tiếc người một nhà bọn họ vốn thấp cổ bé họng, thân ở đại càng nhiều năm cũng không có thu hoạch, khiến cho tiếng nói của bọn họ càng ngày càng trở nên không có trọng lượng bên trong huyền quan động, nếu không, nàng ta nhất định phải trút sạch cơn giận này. Tề Vương phi điều chỉnh nhịp hô hấp, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía hai tên hộ vệ trước mặt, nói đi. "Hồi bẩm Vương phi, chúng ta đã cố gắng hết sức để tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức của Vương gia." Tên hộ vệ kia nhẹ giọng đáp lại. Nghe vậy, sắc mặt Tề Vương phi cũng không phát sinh một chút gợn sóng gì. Nàng ta đã sớm quen với chuyện này rồi, dù tên nam nhân vô dụng kia có chết ở bên ngoài cũng không sao cả. Nghe theo lời dặn dò của ngài, chúng ta lại tìm được một vị tiểu thư thất lạc ở bên ngoài, còn có một vị, hộ vệ nói đến đây lại dừng, không nói tiếp nữa. Trong vương phủ của bọn họ có vô số tiểu thư, nhưng chỉ có duy nhất một vị cẩn gian thế tử là Nam Nhi, đương nhiên tình huống này không phải vì thân thể của vương gia có vấn đề gì. Ở nơi nào? Tề vương phi hơi ngước mắt nhìn lên. Thanh châu trấn ma ti. Hộ vệ chấp tay nói, hiện giờ thanh niên kia đang là trấn ma giáo úy, còn tiểu thư tên là trần cẩn du cũng làm chút việc vặt ở trấn ma ti a à, lại là thanh châu tề vương phi khẽ nhếch môi vẽ nên một nụ cười lạnh gia nhập vào trấn ma ti nghĩa là hy vọng có thể dựa vào võ miếu sau đó làm chút chuyện cho tiện phụ đã sinh ra nó mang cô nương kia về đừng để nàng mất mặt xấu hổ ở bên ngoài làm tổn hại uy nghiêm của vương phủ về phần người kia ra tay sạch sẽ một chút đừng để đám chó đen kia lại đây dựa vào đó mà đổ thừa thuộc hạ hiểu. Hai tên hộ vệ lại một lần nữa đứng thẳng dậy. Người kia cũng chỉ là một tên giáo úy không có vân văn, không có bối cảnh mà thôi, nếu không, sao gã có thể tùy ý để mặc muội muội nhà mình đi giặt y phục nấu cơm thay người khác muốn giải quyết đối phương, đúng là một chuyện đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Ngay khi hai người chuẩn bị lui ra ngoài, đột nhiên một nam nhân đầu trọc lại vội vàng hấp tấp chạy từ ngoài viện vào. Tề vương phi thấy thế, chẳng những không tức giận, ngược lại còn chậm rãi đứng lên hỏi, ngươi tới đây làm gì? Lại nói, nàng ta vốn là người của huyền quan động, cũng muốn làm chút chuyện cho tiên môn. Nam nhân đầu trọc này chính là môn sinh được nàng ta tỉ mỉ chọn lựa, sau đó an bài tiến vào võ miếu, tin tức thẩm nghi tấn thăng làm tuần tra sứ lần trước, cũng từ trong miệng gã mà ra. Bảo bọn họ đi ra ngoài. Nam nhân đầu trọc khẽ liếc mắt nhìn quanh bốn phía, lúc này mới bước vào trong phòng. Nhìn thần thái của gã như vậy, bỗng nhiên tim tề vương phi khẽ đập nhanh, chẳng lẽ nàng ta đợi lâu như vậy, rốt cục cũng có chút thu hoạch rồi. hiện tại dù nàng ta làm điều này chỉ vì tiền đồ của nhi tử nhà mình đi chăng nữa, thì cũng có nhu cầu cấp bách cần phải đề cao địa vị của mình ở bên trong huyền quan động. nam nhân đầu trọc kia hạ giọng nói, hứa gia chỉ hai chữ này đã khiến tề vương phi ngây người một hồi lâu. sau khi mơ hồ phán đoán được hứa gia trong miệng đối phương là hứa gia nào, thì ngay cả lòng ngực của nàng ta cũng bắt đầu phập phồng mãnh liệt rồi. chuyện này rốt cuộc là thế nào? nàng lập tức đến gần hơn võ miếu mời một người của hứa gia tới, tuổi không nhỏ, lại có âm thần làm bạn, thân phận tuyệt đối không thấp. Ta nghe bọn họ nói chuyện phím, dường như bên này muốn mời người của hứa gia đi tới hỗ trợ làm chút chuyện gì đó. Nam nhân đầu trọc thoáng trầm ngâm một chớp mắt, lại mở miệng nói, không cần biết như thế nào, người của võ miếu bên kia tuyệt đối đã biết thân phận của đối phương, nhưng lại giấu giếm không báo, điểm này là khẳng định rồi, bọn họ trốn không thoát được. Nghe đến đó, sắc mặt tề vương phi lại bình tĩnh xuống nàng ta nhắm mắt nghiêm túc suy tư một hồi mới nói không thích hợp chỉ mời một người của hứa gia tới xây dựng trận pháp điều này hoàn toàn không đáng để võ miếu mạo hiểm đắc tội với huyền quan động hơn nữa đám chuột nhắc ẩn thế kia sau khi nếm quả đắng nặng nề như vậy nếu không có đủ lợi ích và sức mạnh làm sao bọn họ dám đi ra khẳng định là trong chuyện này còn cất giấu tình tiết nào đó càng lớn hơn nữa trước không vội ngươi cứ tiếp tục ở lại võ miếu ta cần tin tức càng tỉ mỉ xác thực hơn tề vương phi phất tay nói lại thấy nam nhân đầu trọc vẫn đứng bất động tại chỗ nàng ta mới nhướng mày yên tâm nếu đến lúc đó cần báo cho sư môn của ta ngươi hãy tự đưa tin đi tạ vương phi nghe được lời này rốt cuộc nam nhân kia cũng lộ ra ý cười gã vốn là tu sĩ đạo anh lại bái nhập vào võ miếu chủ tu âm thần có thể nói là con đường phía trước đã đoạn tuyệt không bằng sớm tìm một loại tiền đồ tốt hơn thanh châu thành đại càng được đám người kia đồng hành a thanh cao hứng bừng bừng nhìn quanh đường cái mặc dù nàng đã trốn ra bên ngoài từ trước nhưng rất ít khi có thể quan minh chính đại hành tẩu giữa thế gian như vậy tất cả những điều này đều vô cùng mới mẻ đối với nàng đại càng không hổ là thánh địa của tu sĩ âm thần ngay trong thành thế này cũng có xây miếu thờ A Thanh nhìn một gian chính điện hương hỏa nối liền không dứt, vội vàng tiến lên hai, ba bước đến gần, sau đó đứng trong đống người, nhìn chầm chầm vào trong điện. Chỉ mình hắn mới có thể lập miếu. Lâm Bạch Vi cười cười giải thích một câu. So với tính tình hoạt bát lúc trước, hiện giờ cô nương áo trắng này đã trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, mọi hành vi cử chỉ đều vô cùng trầm ổn, dường như nàng đang cố ý muốn bước trước theo hình tượng của Khương Sư tỷ. Hắn A Thanh kéo cánh tay Lâm Bạch Vi lại, ngạc nhiên hỏi. Trải qua mấy ngày kết giao, có thể nói là nàng đã tăng thêm rất nhiều hảo cảm với vị lâm cô nương này rồi. Chỉ thấy một vị chính thần đang ngồi ngay ngắn bên trong đại điện, trên đầu gối đặt nghi đao, trên thân khoác một bộ trường bào màu vàng đen lộng lẫy, rũ xuống đất, khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt còn mang theo một tia hờ hững, thản nhiên quan sát nhân gian. Nhìn người kia quen mắt quá, A à Thanh hơi há miệng, chớp chớp mắt. Đúng vào lúc này. Bỗng nhiên nàng lại nghe được một tiếng thét tràn đầy kinh hãi, nàng lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị Lâm cô nương vừa rồi còn điềm tĩnh nho nhã, vậy mà giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã nhăn nhó vặn vẹo, trong mắt đầy ai oán, khẽ xoa xoa cái ót rồi. Đồng thời, vị thanh niên túng tú đang đứng sau lưng nàng, cũng chậm rãi thu ngón tay lại, "Ai cho các ngươi làm những thứ lung tung vớ vẩn này, không phải ta?" Lâm Bạch Vi yếu ớt buông tay xuống, khóe miệng không giấu được niềm vui, "Ngươi đã rồi." A à, Thanh nghe vậy, trong lòng lại có chút kinh ngạc phải biết rằng trong suốt quá trình nàng từng trải qua kia nàng đã nghe được rất nhiều cách người ta dùng để gọi thẩm nghi có người gọi hắn là thẩm tiền bối cũng có người gọi hắn là thẩm đại nhân nếu không thì cũng là đạo huynh hoặc là đại ca nhưng trực tiếp gọi ngươi như vậy thì đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy mà có một chuyện càng kỳ quái hơn bởi vì người ta xưng hô như vậy nhưng thẩm đại ca lại chẳng cảm thấy không đúng chút nào ý niệm tới đây a thanh có chút nghi ngờ khẽ nheo mắt lại ta quay lại nơi này xem một chút thẩm nghi liếc nhìn cô nương áo trắng kia thản nhiên nói không có việc gì thì đừng học theo nàng dáng vẻ lạnh như băng ấy rất xui xẻo ta đâu có học lâm bạch vi mím môi bật cười cũng chỉ có thẩm nghi mới dám nói về khương sư tỷ như vậy bây giờ ngươi phải về hoàn thành hay là ở lại nơi đây thẩm nghi lại nhìn về phía a thanh a thanh vội vàng khôi phục lại biểu cảm bình thường dường như nàng vừa nghe ra cái gì lập tức hỏi lại thẩm đại ca không đưa ta theo cùng sao thẩm nghi lắc đầu ta còn có chút việc lần này hắn đi không phải vì động phủ mà vì thu hoạch càng nhiều thọ nguyên của yêu ma hơn lại thêm lúc trước từng gặp phải u vĩ yêu hoàng nếu không phải tu sĩ ngô đồng sơn ngăn cản đúng lúc hắn thật sự không bảo vệ được a thanh được rồi a thanh cúi đầu xuống trên mặt có vẻ mất mát nhưng lại lén lút liếc nhìn lâm cô nương ta muốn ở lại chỗ này cũng được thẩm nghi không nghi ngờ gì dứt khoát gật đầu đồng ý hứa uyển vận cũng ở lại thanh châu có một vị hỗn nguyên tông sư cực cảnh che chở hẳn là nơi này sẽ không xảy ra vấn đề gì trùng hợp là lúc trước bọn họ có nhắc đến khương thu lan lâm bạch vi lập tức ngẩng đầu có chút lo lắng hỏi sau khi khương sư tỷ rời đi nàng đã không còn liên lạc với chúng ta nữa không biết hiện giờ tỷ ấy thế nào rồi thẩm nghi nghe vậy khẽ gật đầu đáp nếu lần sau ta gặp được sẽ nàng đưa tin cho ngươi khi nói về đối phương trong giọng nói của hắn vẫn bình thản vô cùng không cảm thấy nữ nhân kia sẽ xảy ra chuyện bởi miếng linh trăng trung phẩm trong túi trữ vật của hắn đã đủ để chứng minh hết thảy rồi nàng chẳng những có thể lăn lộn rất tốt thậm chí còn có dư lực để nghĩ đến người khác đó là một thiên tài chân chính có lẽ tu vi của nàng còn thấp một chút nhưng tâm tính lại mạnh mẽ đến mức không cần bất cứ kẻ nào trợ giúp. Nàng cứng rắn giống như một thanh bảo kiếm đã trải qua thiên truy bách luyện. Được rồi, ta đi đây. Thẩm nghi liếc mắt tạm biệt hai nàng, rồi lập tức dậm xuống yêu vân bay lên không trung. Hắn cũng có chuyện mình cần làm. Dãy núi liên miên cao vút như sống lưng của con rồng. Bên dưới là một mảnh non xanh nước biếc, tiên vụ lượng lờ. Trên mỗi một ngọn núi, đều có một gia nhà gỗ một mạc như ẩn như hiện trong bóng cây. 12 ngọn núi, liền có 12 gia nhà gỗ, bọn chúng giống như những người trấn thủ của dãy núi này, luôn vững vàng đứng sừng sững trên đỉnh cao. Dưới chân ngọn núi thứ hai, Dư Triều An lười biến duỗi lưng một cái, nếu không phải trên mặt còn vẫn màu đen thui vì bị u quang ăn mòn, thì nhìn gã cũng có chút phong phạm cao nhân trong núi. Muốn làm đệ tử ký danh của đại sư tỷ, chuyện này không tính là khó. Dù sao nàng cũng không xem tu vi, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành chuyện mà nàng giao phó, bất kể thông qua bằng phương thức nào cũng được. Ở trước mặt gã, có tổng cộng là 7 bóng người, cả nam lẫn nữ, tất cả đều tuấn mỹ tú lệ, phản phất như người trong tranh. Cũng không biết phải đến từ bao nhiêu nơi, mới có thể tìm được một nhóm hạt giống thiên tư trác tuyệt, dung mạo thoát tục như thế này. Đây xem như một loại sở thích đặc biệt của đại sư tỷ khi chọn lựa đệ tử ký danh nếu không lúc trước, nàng cũng không đến mức trực tiếp tranh đoạt nhiếp sư huynh với sư phụ, còn thiếu chút nữa biến nhiếp sư huynh trở thành nhiếp sư điệt của gã. Có phải lúc trước ngươi cảm thấy thiên tư của mình đặc biệt cao hay không? Dư Triều An duỗi lưng xong, lại cười tủm tỉm nhìn nữ nhân khoác áo choàng trong đám người, còn là nhiếp sư huynh mang về nơi đây, đã cho rằng mười phần chắc chính rồi hả? Không ngờ ở đây lại chẳng có ai thua kém ngươi, đối mặt với lời trêu chọc này, Khương Thu Lan chỉ hơi ngước mắt lên, trong đôi mắt đen nhánh không có lấy một tia gợn sóng. Bị ánh mắt lạnh nhạt kia đảo qua, Dư Triều An chợt có cảm giác mất hứng, gã khẽ biểu môi, vốn định treo chọc tiểu cô nương này một phen, không ngờ người ta lại giống như khúc gỗ, chẳng có chút thú vị nào cả. Chẳng trách sư tỷ lại không thích nàng. Nhiếp sư huynh còn có một sở thích là mỹ thực, nhưng tiểu cô nương này, ngoại trừ tu luyện, vẫn là tu luyện. Luyện tới luyện lui, nhưng cảnh giới vẫn là thấp nhất được rồi dư triều an nhìn mấy người đang mơ hồ bật cười bên cạnh sắc mặt trở nên nghiêm túc nói con mãng xà da đỏ kia chỉ đẻ ba quả trứng trong một ổ chỉ có ba vị trí trong danh sách sư tỷ không nhận thứ khác ai cầm về đây thì được lên núi ngoại trừ khương thu lan trong mắt sáu người còn lại đều hiện lên mấy phần hưng phấn nhưng vẻ hưng phấn kia còn chưa kịp động lại được một giây đã nghe thấy dư triều an buông lời dễu cợt cười trên nỗi đau của người khác đúng rồi thiên yêu quật vừa bị mấy sư huynh để chúng ta phá hoại một lần hiện giờ cả đám bọn chúng đều đang nổi giận đến đỉnh điểm các ngươi hãy tự cầu phúc đi nếu đổi ý hiện tại rời đi vẫn còn kịp xin hỏi dư tiền bối ngươi nói con mãn xà kia có phải là yêu hoàng hay không có một vị cô nương xinh đẹp cung kính chắp tay hỏi nghe xong lời này dư triều an lập tức ném ánh mắt quái dị nhìn qua có phải ngươi đã hiểu lầm chuyện gì đó với đại sư tỷ ngô đồng sơn của chúng ta hay không trứng do yêu hoàng bình thường sinh ra cũng đáng để nàng chú ý đến hả con mãn xà ta nói là xích tâm xà hoàng ở cuộc thứ hai mươi ba nếu đối phương chân chính động thủ thì ngay cả tiểu sư đệ cũng có thể thua trên tay nó đấy vậy không phải muốn để chúng ta đi chịu chết sao sắc mặt của mấy người kia đột nhiên biến đổi yêu hoàng ở cuộc thứ hai mươi ba đó chính là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ đã tiếp cận với hóa thần hậu kỳ rồi muốn trộm trứng rắn của nó ở ngay trước mặt vị yêu hoàng khủng bố này nói đùa gì thế ngô đồng sơn chỉ là tiên môn không phải sau khi tiến vào là có thể làm được thần tiên huống chi chỉ là đệ tử ký danh đây không phải là chủ tâm muốn đùa bẩn bọn họ sao làm ơn đi hãy động não một chút xem nào dù sao biện pháp cũng nhiều hơn khó khăn mà dư triều an khẽ dây dây huyệt thái dương sau đó lại thấp giọng lầm bầm một câu, các ngươi còn chưa từng trông thấy một kẻ càng hung ác hơn như thế đâu. Hắn dám tịch thu cái đuôi của lão giao long ở ngay trước mặt đối phương, nhưng tu vi thì chưa chắc đã cao bằng các ngươi đâu. Nếu có thể mang người nọ về, nói không chừng sư tỷ sẽ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tuy lúc ấy, gã chỉ nhìn thoáng qua một phen, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia thật là tuấn tú. Nghe vậy, Rốt cuộc trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Khương Thu Lan cũng có thêm một tia khát vọng thắng bại. Nàng chỉ từng cảm nhận được thứ cảm xúc tương tự này ở trên thân của một người. Nhưng sau một thời gian ngắn ở chung, người nọ đã triệt để đánh nát khát vọng thắng bại của nàng, lại bỏ thêm một chút tình cảm mông lung mà cổ quái vào trong đó, khiến nàng không còn muốn so sánh với đối phương nữa. Mãi cho đến hiện giờ, rốt cuộc cũng có thêm một người khác rồi. Khương Thu Lan thật sự rất muốn biết ngoại trừ một tên quái thai như thẩm nghi kia mình có thể làm đệ nhất nhân trong đám thế hệ trẻ tuổi này hay không ta rời khỏi sau một thoáng trầm mặt ngắn ngủi đã có bốn cánh tay vươn ra khỏi đám người được rồi lần này cũng không cần tranh đoạt nữa dư triều an cười cười gã cũng không để ý chỉ lập tức kinh ngạc nhìn về nơi xa chỉ thấy vị cô nương lạnh lùng kia chậm rãi dùng mũ trùng đầu che lại mái tóc sau đó không nói một lời đã xoay người đi ra khỏi đám đông. Bóng lưng hơi có vẻ cao ngạo, không hợp với những người còn lại. Chật, có chút thú vị đây. Dư Triều An khẽ sờ sờ cầm, nếu sư tỷ không thu, thì gã cứ dứt khoát tự mình thu thêm một tên đệ tử ký danh đi, T. Khi làm ra hành động này, lại không cẩn thận chạm vào chỗ đau, khiến gã nhe răng nhếch miệng, vội vàng thu hồi ánh mắt. Mẹ cha con dung nhỏ kia, đợi đến khi thuộc pháp của đạo gia ta đại thành, nhất định phải lột da nó đều là hóa thần hậu kỳ, sao có thể kém nhiều như vậy, cô nương chậm đã. Đợi bốn người kia cũng rời đi rồi, hai người còn lại vội vàng đuổi theo Khương Thu Lan. Một nam một nữ. Tuy dung nhan của hai người này không bằng Khương Thu Lan, nhưng cũng cực kỳ xuất sắc, đến độ trong vạn người mới có được một. Nếu bọn họ đều đã rút lui, vậy chúng ta cũng không cần thiết phải tranh đoạt, chi bằng hãy hợp tác cùng nhau, ý ngươi thế nào, Phùng Hoa Sinh nói xong, lại đưa mắt nhìn về phía một nữ nhân khác. Lúc này, trong lòng gã lại có chút may mắn, cô nương trẻ tuổi hơn này tới muộn hơn một chút, vốn không biết chuyện hai người là đạo lữ. Rất nhanh, Trác Nhã đã kịp phản ứng lại, nàng ta cất giọng, trong dịu dàng lại có thêm vài phần cẩn trọng nói, ta cũng nghĩ như vậy, thiên yêu cuộc quá mức hung hiểm, một mình ta có chút ăn không tiêu. Khương Thu Lan ngoái đầu, thoáng dừng mắt nhìn hai người. Một lát sau, khóe môi nàng có thêm một tia ý vị sâu xa, được phùng hoa sinh thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi gã vội chắp tay nói tại hạ thái nhạc phủ phùng hoa sinh còn chưa hỏi cô nương tới từ nơi nào hương thu lan thu hồi ánh mắt lạnh nhạt nói tán tu hương thu lan dứt lời nàng lại một lần nữa bước chân ra các nhã chu cảnh này vào đáy mắt một tia không vui nhẹ nhàng lướt qua sau đó nàng ta lặng yên thi triển bí pháp truyền âm có phải người này hơi kiêu ngạo hay không nhã muội có điều không biết tán tu như nàng ta đều tương đối cẩn thận. Bên ngoài phùng hoa sinh vẫn lộ vẻ tươi cười, không nhanh không chậm đi theo phía sau Khương Thư Lan, nhưng bên trong lại dùng bí pháp truyền âm trả lời, nhưng cũng không cần phải lo lắng, điểm yếu lớn nhất của tán tu chính là có quá ít kiến thức, nhìn trên người nàng ta xem, ngay cả một món pháp bảo ra hồn cũng không nói, dù chúng ta có dùng thủ đoạn gì đó ở trước mặt nàng ta, cũng chưa chắc nàng ta đã nhìn ra được. Ba quả trứng rắn, ba tư cách. Nhìn như không tồn tại quan hệ tranh đoạt, thế nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như vậy tư cách là tư cách nhưng chờ đến lúc bái nhập làm môn hạ của linh hề chân nhân nhiều thêm một đệ tử ký danh nghĩa là phải chia ra một phần sủng hạnh của sư tôn vấn đề là thứ như tài nguyên kia nào có đạo lý ngại nhiều huống chi đối phương có thể dùng thân phận tán tu đến dưới chân ngô đồng sơn giống như bọn họ thiên tư ra sao tự nhiên không cần phải nhiều lời nếu thật sự trở thành sư huynh muội với khương thu lan chẳng phải hai người bọn họ sẽ bị lạnh nhạt sao vẫn là chàng suy nghĩ chu đáo. Trác nhã hài lòng đi theo, tuy bọn họ vốn là tu sĩ có cảnh giới cực cao, nhưng không vào hóa thần, làm sao cắt được thất tình lục dục. Nàng còn đang lo lắng đạo lữ của mình sẽ nể tình tiểu cô nương yểu điệu kia mà nhân từ nương tay, bây giờ xem ra, lực hấp dẫn của tu hành đại đạo vẫn mạnh hơn nhiều. Nghe tiếng bước chân sau lưng, trong mắt Khương Thu Lan thoáng xẹt qua một tia mỏi mệt, từ sau khi nàng rời khỏi đại càng, trên đôi tay này đã dính quá nhiều tính mạng nàng vốn không có ý hại người, nhưng luôn có người không thức thời, muốn tới làm đá kê chân cho nàng, bây giờ lại chuẩn bị có thêm hai cái đầu lâu nữa. Nàng liếc cái túi trữ vật bên hông, mà thôi, tên kia đang bận ở bên cạnh mỹ nhân, lười biến tu hành, thì nàng sẽ thuận tay gom một phần nội tình thay đối phương vậy. Trấn yêu thành Có gan mở tủ lâu, quán trà ở một nơi như thế này, thì thực lực chỉ là thứ yếu, chủ yếu là cần bản lĩnh tinh thông nhìn mặt mà nói chuyện, khi cảm nhận được tình huống không thích hợp, người tin nhanh sẽ không chút do dự, lập tức nghe ngóng rồi chuồn. Không một ai sẽ mạo hiểm tính mạng chỉ để kiếm chút tiền rượu đó, và thu thập tin tức khách nhân lui tới nói chuyện với nhau, mới là mối làm ăn kiếm tiền chân chính của nhóm người này. Hôm nay trưởng quầy của quán trà nên đón một vị khách nhân hào phóng. Đối phương vốn chẳng thèm bới móc cái gì, bất cứ tin đồn nào, hay là ai đi đến, cũng không từ chối, lớn đến độ động phủ của thiên yêu quật mở ra, hay nhỏ đến mức thế lực nào lại đắc tội với huyền quan động, chỉ cần nói ra là có thể đổi được một bình bảo đan. Tiền bối có biết tử diễn chân nhân hay không? Chưởng quầy quán trà kiếm tiền đến hứng khởi, dần dần có chút không kiên nể gì, chính là vị chân nhân từng đồ diệt trịnh gia kia, về sau người này lại hiện thân ở bên ngoài thiên yêu quật. Huyền quan động có phái người đến tra xét, lại tra ra được trên người vị đường nguyên tiền bối kia. Ngài đoán xem sau đó thế nào, sao vậy? thẩm nghi nâng chén trà lên lại lấy ra một bình bảo dược đương nhiên không phải là trong tay hắn có nhiều gia sản đến mức không có chỗ để dùng chỉ đơn giản là tin tức gì cũng nghe mới không làm bại lộ chuyện hắn muốn biết chưởng quầy này có thể bán tin tức của người khác cho hắn thì cũng có thể bán tin tức của hắn cho người khác hết sau đó rồi chưởng quầy quán trà sợ vị khách nhân hào phóng này hiểu lầm mình đang trêu đùa hắn mới vội vàng nói thêm dựa theo tính tình của huyền quang động dù chuyện này thật sự có liên quan đến ngô đồng sơn thì chỉ cần bọn họ chiếm lý nhất định sẽ dám đi hỏi một câu huống chi đường tiền bối chỉ là đệ tử ký danh ngài tin ta khẳng định là trong chuyện này có điều mờ ám thẩm nghi khép hai ngón tay lại sau đó không nhanh không chậm đẩy bình bảo đang kia qua đây là tin tức hữu dụng ít nhất là thông qua nó hắn cũng biết được một chút tiến triển tạm thời của huyền quang động hiện tại trên tay hắn đã có ba mạng người của huyền quan động rồi, nếu hắn nhớ không lầm, thì đối phương chỉ có tổng cộng là hơn 70 đệ tử. Nếu tin tức thật sự bại lộ, lại là một chuyện lớn như vậy, tuyệt đối đủ để dẫn đám cường giả chân chính kia ra tay. Huyền quan động vừa chèn ép đại càng vừa âm thầm phát triển, chỉ chờ mong một ngày kia có thể thay thế được ngô đồng sơn, đương nhiên là thực lực không kém. Đại khái là trong tiên môn có tu sĩ hóa thần hậu kỳ tọa trấn. Thẩm nghi sẽ không bị tiến độ phát triển quá lớn của bản thân làm choáng váng đầu óc. Hiện giờ trên tay hắn đang cầm u vĩ thương, lại có tu vi hóa thần sơ kỳ bên người, tôi thể càng đủ khả năng so sánh với yêu hoàng ở cuộc thứ 38, thậm chí kim thân pháp tướng cũng đạt đến độ cao 6 trượng 7 rồi. Theo lý mà nói, nếu gặp được tu sĩ hóa thần hậu kỳ, chưa chắc hắn đã không có cơ hội để đọ sức với đối phương một phen. Nhưng, đám người có thể trở thành cao thủ đỉnh cao kia, sẽ không có thủ đoạn đặc thù nào ư, những người đó vơ vét nhiều động phủ còn sót lại của tu sĩ như vậy, chẳng lẽ nội tình lại không bằng hắn, nếu thật sự ôm ý nghĩ như vậy, thẩm nghi cho rằng, đại càng sẽ nhanh chóng nhận được tin tức về cái chết của hắn thôi. Trước mắt, còn lại ba đại thế lực tuyệt đỉnh, thì ngoại trừ Ngô Đồng Sơn không có giao lưu gì, gần như thẩm nghi đã kết tử thù với huyền quan động và thiên yêu cuộc rồi. Kỳ thực, từ lúc trước, hắn cũng từng gặp qua loại tình huống kiểu như thế này rồi ví dụ như khi hắn còn dừng lại ở ngọc dịch cảnh đã đắc tội với thủy tộc ở dương xuân giang vấn đề là lúc trước hắn có thể dựa lưng vào trấn ma ti còn có thể xé gia hổ làm đại kỳ nhưng hôm nay bên cạnh hắn lại không có bất cứ người nào có thể dựa vào nên mọi hành động cần phải càng thêm cẩn thận mới được nếu sai lầm một chút thì ngoại trừ chính mình thân vẫn đạo tiêu còn phải dẫn theo toàn bộ lê dân cửu châu đại càng và hứa gia chôn cùng. Nghĩ đến đây, thẩm nghi lại một lần nữa đưa mắt nhìn về phía trưởng quầy quán trà kia. Tiền bối, ta còn một tin tức cuối cùng nữa, có liên quan đến huyền quan động và động phủ của thiên yêu quật. Trưởng quầy đã thu hồi bình bảo đan kia rồi, lại tiếp tục nói, nhưng thứ này chỉ có thể dùng tin tức để trao đổi, không biết ngài có ra đủ giá hay không. Cả hiểu rõ nhất, đám người này đến trấn yêu thành là có ý gì, tuyệt đối không thể buông tha chuyện có liên quan đến động phủ được mà một tu sĩ ra tay xa xỉ như thế chắc hẳn kiến thức cũng bất phàm thẩm nghi thoáng trầm ngâm một lát sau đó thản nhiên nói huyền kiếm chân nhân có một đệ tử ký danh đã bị huyền quang động giết chết sau đó giá họa cho hóa huyết yêu hoàng lời còn chưa dứt thì ngay sau đó ánh mắt của trưởng quầy đã trợn thật to cả gần như không thể tin được vào tai mình trên đời này cũng có người dám động vào đệ tử của tên điên nhiếp quân kia đến đây cả chợt nhớ tới lúc trước, mình từng nghe đồn huyền kiếm chân nhân vẫn luôn điên cuồng đuổi giết hóa huyết yêu hoàng thôi. Ngài đừng nói nữa. nhịp tim trưởng quầy quán trà lập tức tăng tốc, cả vội vàng xua tay cầu xin tha thứ, ta chưa nghe thấy cái gì cả. Tin tức ta nói lúc trước, chính là chuyện đám người huyền quan động đến điều tra về vị kia, sau đó từ trong miệng một đám tán tu biết được biến hóa dị thường của động phủ, đã lập tức tiến vào thiên yêu quật, đi về phía bắc kia rồi nếu ngài có can đảm kiếm một chén canh từ dưới tay bọn họ, thì đi ngay bây giờ còn kịp. Dứt lời, gã lại chỉ vào một góc, nói thêm, người vừa tiến vào kia chính là đồng bạn của tên tán tu ấy, bởi vì có vài việc khác quấn chân mà tới chậm chút xíu, đang ở nơi đó, do do dự dự không biết có nên tiến vào hay không, chỉ cần ngài trả đủ giá, hắn còn không biết người mà đồng bạn của hắn dẫn đường đi kia chính là tiền bối của huyền quan động, chỉ vì hắn có một mình không dám đi vào, nên muốn tìm ta hỗ trợ bán tin tức này ra nếu ngài bỏ ra thêm vài bình bảo đan nữa để hắn dẫn đường tuyệt không có vấn đề gì thẩm nghi nghiêng mắt nhìn về một góc vừa vặn nam nhân có nốt ruồi đen kia cũng nhìn qua bên này ánh mắt giao nhau mã quảng sơn cũng nhanh chóng phản ứng lại thân thể vừa ngồi xuống đã vội vàng đứng lên bái kiến thẩm tiền bối ái chà hai vị này còn là người quen chưởng quầy quán trà nghe vậy cũng thức thời đứng dậy nói lời từ biệt sau đó vội vàng hấp tấp đi lên lầu tin tức gã vừa mới nghe được kia có nói là họa sát thân cũng không quá đáng may mà gã kiềm chế được tham niệm không tiếp tục hỏi nữa nếu đối phương lấy ra đầy đủ chứng cứ đại khái là cái đầu này của gã cũng không giữ được nhưng nếu dùng nó làm một loại tin đồn thì chưa chắc đã không có cơ hội thu lợi từ đó thẩm nghi gật đầu ra hiệu cho nam nhân có nốt ruồi đen kia đi qua đây Người này chính là tu sĩ Hổ Nguyên từng tìm hắn để trao đổi chân dương kỳ lân thạch ở bác phương thức lâu lúc trước. Mã Quảng Sơn ủ rũ cúi đầu ngồi xuống, sau đó mới nhỏ giọng giải thích, gần đây, ta gặp vận rủi liên tục, may mà dựa vào ngài mới miễn cưỡng trả được hết nợ cho đám bạn tốt. Phần dư ra, bọn họ cũng không có ý định tiếp tế thêm cho ta, đã dứt khoát dẫn ta cùng đi thăm dò động phủ mình mới phát hiện. Ta nghĩ dạo này mình xui xẻo như vậy, nên muốn trước khi xuất hành, ở nhà tắm rửa trai giới mấy ngày, không ngờ chỉ có mấy ngày như vậy đám người kia lại trực tiếp bỏ rơi ta luôn rồi đương nhiên nếu thẩm tiền bối cảm thấy hứng thú ta sẽ nói ra tin tức này mà khẳng định là không lấy một xu mặc dù gã vốn tham lam món lợi nhỏ nhưng lần trước ở bác phương thức lâu chỉ có thẩm tiền bối nguyện ý ra tay cứu gã dù biết giá trị của chân dương kỳ lân thạch không cao cũng để lại cho gã một bộ pháp y khiến gã không đến mức mất hết mặt mũi trước mặt nhiều đồng đạo như vậy chật thẩm nghi nhíu mày nhìn về phía mã quảng sơn Xui xẻo, nếu hắn nhớ không lầm, thì hành trình tiến vào động phủ lần trước, đối phương chính là tu sĩ hổ nguyên duy nhất không gặp được hắn, nhưng vẫn có thể sống sót đi ra ngoài, thậm chí lần này còn thoát được một kiếp nữa. Không thể không nói, đối phương đúng là kẻ có chút vận khí gia thân. tất kỹ đi, rồi dẫn đường. Thẩm nghi cũng không nói nhảm, hắn lại lấy ra mấy bình bảo đang từ trong bảo cụ trữ vật, đưa cho gã. Lại nói lúc trước. A Thanh đã sớm phân loại xong tất cả mọi thứ rồi, những loại đang dược trợ giúp hỗn nguyên cảnh tu hành và bổ khí này đều xuất xứ từ huyền quan động, chúng chính là trân phẩm trong trân phẩm. Đáng tiếc dù đang dược có tốt, cũng không thuận tiện bằng trực tiếp nuốt yêu đan, huống chi hiện giờ hắn đã đột phá hóa thần rồi, thứ vô dụng với mình, cứ chuyên môn lấy ra làm tiền tiêu đi, sau khi sử dụng hết lại đi lấy là được, dù sao huyền quan động cũng có khá nhiều đệ tử. Đa tạ thẩm tiền bối mã quảng sơn nào có tư cách giả bộ hào phóng trước mặt thẩm tiền bối đối phương đã cho thì đương nhiên là phải thu rồi gã thực sự cảm động đến rơi nước mắt trong lòng ngậm ngùi cất bảo đang vào bảo cụ trữ vật vị tiền bối này thật sự khác với đại bộ phận tu sĩ bên ngoài tuy không nói đến chuyện bình dị gần gũi nhưng khi giao dịch với một tên tiểu tu sĩ như gã đối phương sẽ không mang đến cho người ta một loại cảm giác ban ân cũng sẽ không lấy vũ lực khinh người cái gì ra cái đó chỉ đơn giản như vậy nhưng trong đám tu sĩ ở bên ngoài này lại đáng quý đến vậy thẩm tiền bối ta nói chuyện này với ngài mã quảng sơn vỗ vỗ vào túi trữ vật kỳ thật ta cũng không tính là nhát gan sở dĩ ta không dám đi vào là bởi vì nơi chúng ta muốn đến lại từng có một vị tiền bối khác phát điên tiền bối gì thẩm nghi cất bước đi ra ngoài quán trà thuận miệng hỏi một câu ta cũng không rõ ràng lắm Xét cho cùng, đoạn thời gian gần đây, cả vị xích tâm xà hoàng ưa đụng chạm hay vị yêu hoàng kia thích ngủ đông nhất kia, cũng bị người khác quấy rầy, thỉnh thoảng còn rời khỏi hang động, khiến cho không ít người đều bị dọa phải quay về. Mã Quảng Sơn khẽ thở dài, sau đó bất đắc dĩ nói, ngài nói xem, với một tiểu tu sĩ như ta, trốn những con yêu ma kia còn không kịp, chỉ hận mình không thể làm bọn chúng ngủ mãi, để bản thân nhặt thêm chút bảo bối, thế mà đám tiền bối cao nhân kia, vừa không trảm yêu lại không đoạt bảo, nhàn rỗi quá độ đi chọc mấy con yêu hoàng chơi đùa, đúng là quá đáng quá thể mà, một một, nguyên văn câu này là khô hạn nghiêm trọng, khô hạn đến chết khô, có thể hiểu là làm chuyện gì cũng phải có giới hạn. Vượt quá giới hạn đều không tốt. Nghe vậy, thẩm nghi thoàng trầm ngâm một lát, hắn chợt nhớ tới u vĩ yêu hoàng lần trước. Đúng vậy, sao hắn lại quên mất chuyện này chứ, cao thủ Ngô Đồng Sơn đang thu hút sự chú ý của thiên yêu quật, đây không phải là cơ hội tốt để nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Dù bên trong động phủ của yêu hoàng khác không có thần vật như U Vĩ Thương, thì ít nhất cũng phải có chút thiên tài địa bảo chứ. Hiện giờ, Thẩm Nghi vừa đột phá hóa thần, còn chưa có kế hoạch đối với con đường phía trước, nhưng chuẩn bị nhiều một chút tích góp luôn luôn đúng. Đến lúc đó, nếu hắn muốn dùng đến cái gì, cũng không đến mức phải chạy đôn chạy đáo đi tìm kiếm linh cản giống như lúc còn dừng lại ở hổ nguyên cảnh. Tiến vào động phủ trước đã. Thẩm Nghi lại một lần nữa cất bước rời đi. Nghe theo ngài hết. Mã Quảng Sơn cười cười, thông qua những biến hóa trên nét mặt của đối phương là có thể nhìn ra, tin tức do gã mang đến vẫn có chút hữu dụng. Thẩm tiền bối đã hào phóng, thì mã mổ cũng không thể keo kiệt được. Vừa dứt lời, hai người đồng thời cưỡi mây rời khỏi trấn yêu thành, lao về phía cánh cổng chào khổng lồ kia. Bên ngoài xích tâm sơn, phía bắc thiên yêu quật. Nam nhân âm nhu, mặc một chiếc áo bào màu đỏ tươi bao kính toàn thân, đang chấp một tay sau lưng, trong khi một bàn tay khác khẽ nâng lên, năm ngón tay thon dài hơn rất nhiều so với người bình thường, khẽ gãy gãy. Từng sợi kim tuyến như tơ tầm phun ra trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng rơi vào trong núi, hòa vào trong đất, sau đó cả dãy núi bỗng trở nên nóng hầm hập. Bị kích thích, đột nhiên ngọn núi chấn động, để lộ ra một bộ thân thể khổng lồ phủ đầy vảy đỏ sậm, nước xuyên qua rừng cây, bỗng nhiên nó ngẩng đầu, trực tiếp nhảy lên cao trăm trượng, táp về phía hư vô. Dư Triều An nhìn cái đầu rắn giữ tợn gần trong gan tất, khóe mắt không nhịn được thoáng co rút lại. Mặc dù con dung nhỏ này không phải là đối thủ của đạo gia, nhưng vô duyên vô cớ bị cắn một cái như vậy, cũng tuyệt đối không dễ chịu gì. Nhưng nam nhân áo đỏ lại không thèm nhìn con rắn khổng lồ kia một cái, cả không cho rằng đối phương có thể phát hiện ra mình, hiển nhiên là trước đó đã dùng một loại thủ đoạn ẩn thân nào đó để thu liễm khí tức rồi. Quả nhiên, xích tâm xà hoàng khẽ nhắm mắt cảm thụ một chút, rồi lập tức nổi giận bay về phía xa. Ta nói còn muốn chơi như vậy bao lâu chứ? Nam nhân áo bào đỏ liếc mắt nhìn Dư Triều An, đã chán lắm rồi. Sau khi nhiếp quân chém giết hóa huyết yêu hoàng, sư phụ đã có chút bất mãn, bởi vì tạm thời Ngô Đồng Sơn còn chưa chuẩn bị tốt để chân chính liều chết liều sống với thiên yêu quật. Giết lại không dám giết, đúng là lãng phí thời gian. Ta đâu có muốn tới đây. Dư Triều An nhìn thoáng qua động phủ của U Vĩ Yêu Hoàng, trực tiếp thu hồi ánh mắt hãy còn sợ hãi lại nếu không phải đã nói có đồng sư huynh ở đây thì đạo gia ta cũng chẳng buồn ôm lấy loại phiền toái này đâu đại sư tỷ nói rồi gã lấy ra một chiếc gương kiểm tra lòng can đảm trước nếu dám đi đến cửa thứ nhất đã tính là vượt qua rồi vì vậy gã mới cố gắng giữ kín miệng không nói cho đám tiểu tử kia biết có tiền bối đi theo bên cạnh trong non thứ này mà có thể khảo nghiệm được can dạ sáng suốt sao chỉ cần không phải óc heo thì đều có thể đoán được Ngô Đồng Sơn sẽ không đưa bọn họ đến tìm chết. Đồng Tâm Lân kinh thường nhếch khóe môi nói. Chẳng phải đã quét được bốn tên ốc heo rồi sao, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dù đã đoán được, nhưng mục tiêu vốn là một con đại yêu tiếp cận hóa thần hậu kỳ, cảm giác áp bách của nó đối với hỗn nguyên cảnh, không phải trong lòng nắm chắc thì có thể coi như không thấy. Dư Triều An vui tươi hớn hở nói, cửa thứ hai mới là so sánh về thủ đoạn, xà cuộc có khí tức của yêu hoàng lưu lại phải đi vào như thế nào, rồi sau khi cầm được vật phẩm mục tiêu nên rời đi như thế nào đều có phương pháp khác nhau hết. Nếu là đồng sư huynh sẽ làm như thế nào? Gã hiếu kỳ hỏi. Trực tiếp đi vào lấy trứng trắng, sau đó đánh trọng thương người đồng hành càng nhanh càng tốt. Đồng tâm dùng lời lẽ đơn giản mà ẩn ý nhiều nói. Cho nên ta mới nói năng lực của ngươi không được, biểu hiện lại quá kém thậm chí tâm địa còn quá mức ác độc rồi. Dư Triều An biểu môi, lập tức lấy ra một cái gương đồng, nhưng chắc hẳn hai người này cũng không khác những gì ngươi đang nghĩ đâu. Trong gương đồng, Phùng Hoa Sinh và Trác Nhã đang bảo vệ một nữ nhân ở giữa, cẩn thận từng ly từng tí tiến tới gần xích tâm sơn. Đây là lời nhắn nhủ cuối cùng của sư tỷ. Trong mắt Dư Triều An lóe lên vẻ hờ hững, sau đó lạnh lùng nói, nếu có người dám dùng biện pháp của đồng sư huynh, thì làm phiền ngươi hãy hóa giải trận pháp, thả sức tâm xà hoàng tiến vào sớm một chút. Ngu ngốc! Đồng tâm suy ngước mắt lên, dường như gã cảm thấy chuyện này không mấy thú vị. Dư Triều An nhìn chầm chầm vào chiếc gương đồng, vẻ mặt lại trở về với biểu cảm lúc trước, tâm tư ác độc không phải không được, nhưng cần phải phối hợp với thủ đoạn cứng rắn, nếu không sẽ chỉ đưa tới tai họa cho Ngô Đồng Sơn mà thôi. Nếu đã rơi vào tình huống như vậy mà vẫn còn sống sót, đại sư tỷ cũng không ngại thu hắn làm đồ đệ ta rất tò mò hỗn nguyên cảnh phải sống sót như thế nào trong tay xà hoàng đồng tâm xuyến thản nhiên nói nhân mạch vận khí không sao cả tất cả đều được chung quy lại chờ hai tiểu súc sinh kia chết ta phải đi xuống cứu tiểu cô nương kia dư triều an duỗi lưng một cái nụ cười trên miệng càng sâu làm sao ngươi biết là hai tiểu súc sinh đồng tâm lân lân cũng mỉm cười nghe vậy dư triều an thoáng ngây người lại lập tức nhìn vào chiếc gương đồng nọ chỉ thấy ba người kia đã đi đến khu vực bên ngoài xích tâm sơn phùng hoa sinh khẽ nhíu mày nhìn cả ngọn núi lớn nóng hừng hực rồi lặng lẽ chuyển ánh mắt nhìn về phía trác nhã sau đó mới tỏ vẻ lo lắng hỏi thứ vừa mới rời khỏi kia chính là xích tâm xà hoàng ta cảm thấy tình huống này khá là quái lạ khương đạo hữu thấy thế nào kinh nghiệm của ngươi nhiều hơn những đệ tử thế gia chúng ta có thể lấy ra một biện pháp nào đó hay không trác nhã cũng lộ vẻ khẩn trương nắm chặt ống tay áo dưới chiếc mũ trùng màu đen đôi mắt đen nhánh của khương thu lan vẫn vô cùng bình tĩnh nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói vào luôn đi một câu ngắn ngủi lại khiến hai người kia đồng thời ngẩn ra một thoáng có phải làm vậy là quá mức lỗ mãng hay không còn kéo dài nữa nó sẽ trở lại khương thu lan không giải thích thêm nữa đã trực tiếp hóa thành một luồng hàng xương kiếm quang lao thẳng vào trong núi. Phùng Hoa Sinh và Trác Nhã liếc mắt nhìn nhau, khẽ cắn môi, cuối cùng cũng cắn răng đi theo. Mẹ nó, tán tu này không có đầu óc như vậy, làm sao sống được đến bây giờ? Dư Triệu An thấy vậy, lập tức rơi vào trầm mặc. Ha ha! Đồng tâm xuyến không nhịn được, lập tức bật cười thành tiếng, gương mặt vốn nhu hòa lại càng thêm âm trầm. Ngươi không muốn cứu. Vậy ta sẽ cứu. Ta thấy người rất ít khi sai." Dư Triều An có chút miễn cưỡng cười cười, mặc dù đã cố gắng che giấu chút dao động trên gương mặt, nhưng trong lời nói vẫn thiếu đi vài phần tự tin. Theo hắn, tiểu cô nương kia vốn không phải là kẻ âm hiểm. Huống chi đối phương còn là người được Nhiếp Quân mang về. Nhiếp Sư Huynh sát phạt tùy tính, vốn im lặng ít lời, quen thẳng thắng, dứt khoát, thậm chí còn đạt đến trình độ nếu nhìn không vừa mắt, dứt khoát chém một kiếm qua, vì vậy lúc còn dừng lại ở bảo đan cảnh thiếu chút nữa đã bị một vị hổ nguyên tông sư nào đó dán cho một chưởng đánh chết. Nếu lúc ấy, sư phụ đi ngang qua chậm thêm một canh giờ, không thể nhặt được cả, khẳng định là đã chết từ lâu rồi. Mà nguyên nhân cũng chỉ đơn giản là nhiếp quân ngủ trọ ở một nơi nào đó, không quen nhìn người kia trắng trợn cướp đoạt trấn tộc chi bảo của người khác. Hạ người kiêu ngạo như vậy, sao có thể nhìn trúng một tên tiểu nhân tâm tư xảo trá, nhưng câu nói vừa rồi của Khương Thu Lan, lại vừa vặn trùng khớp với tâm tư của đồng sư huynh chẳng lẽ đối phương thật sự ôm ý định muốn ném đồng bạn cho yêu mang, thật trùng hợp, ta cũng vậy. Đồng tâm xuyến hời hợt nhìn xuống phía dưới. Giờ phút này, ba người Khương Thu Lan đã tiến vào trong núi, bọn họ cũng không cần dùng đến cái gương đồng kia nữa. Thân ở trong hang động của yêu hoàng, trên cả dãy núi đều có mùi của nó, chỉ cần tới gần, tu sĩ tầm thường sẽ bị khí tức phô thiên cái địa kia chấn nhiếp đến mức tay chân như nhũng ra xích tâm xà hoàng đã có thể coi là sinh vật khủng bố mạnh nhất trong mảnh thiên địa này rồi. Một hành động tùy ý của nó cũng có thể đánh cho ba vật nhỏ hỗn nguyên cảnh này chết thảm. Dù biết nó đã ra ngoài, nhưng Dư như Triều An và Đồng Tâm Huy đang dùng trận pháp để ẩn thân, ba người này vốn không biết có tiền bối đang đứng trên trời, cẩn thận trong non mình. Trong mắt đám người phùng hoa sinh, xích tâm xà hoàng chỉ vô thức đi ra ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Thật ra cũng không tệ lắm. Dư triều an có chút tiếc hận nhìn xuống phía dưới bởi ngay cả đôi đạo lữ mà gã không quá thích kia cũng có tâm tính trấn định vượt xa đám tu sĩ bình thường khác các loại thủ đoạn trong tay liên tiếp xuất hiện dù trong lòng khẩn trương mặt ngoài cũng không hoảng loạn Khương đạo hữu trác đạo hữu đeo chiếc vòng gỗ này lên cổ tay nó có công hiệu củng cố thần hồn phùng hoa sinh lấy ra hai chiếc vòng gỗ tỏ vẻ quan tâm đưa tới ánh mắt trác nhã khẽ lấp lóe sáng nhưng rất nhanh đã phản ứng lại trên mặt lập tức xuất hiện vẻ cảm kích nói đa tạ phùng đạo hữu nhỏ giọng chút nói lời khách khí như vậy làm gì sau này tất cả đều là đồng môn giúp đỡ lẫn nhau vốn là chuyện nên làm phùng hoa sinh tựa như một vị huynh trưởng ôn hòa nhẹ giọng nhắc nhở một câu lại lập tức nhìn về phía khương thu lan bên cạnh trác nhã cũng nhìn về phía nàng khương đạo hữu ở loại thời điểm này ngươi chớ có khách khí mau đeo lên nếu không làm sao mà ta an tâm được khương thu lan cũng tiếp nhận chiếc vòng gỗ kia đeo nó lên rồi lập tức gật đầu gửi lời cảm ơn đôi đạo lữ kia một trái một phải vẫn bảo hộ nàng ở giữa ba người đã thăm dò toàn bộ những hang động bên trong ngọn núi này rồi dựa vào khí tức để truy tung gần như toàn bộ xà quật đã rõ ràng bày ra trước mắt đến cũng đã đến cũng không cần bận tâm điều gì nữa phùng hoa sinh liếc mắt nhìn khương thu lan nữ nhân này xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng tính tình lỗ mãn như vậy thật sự khiến người ta ăn không tiêu nếu không phải sợ nàng có vận khí tốt trực tiếp cầm trứng rắn trở về rồi quấy nhiễu để xà hoàng khiến cho hai người bọn họ phải tay không mà về phùng hoa hoa thật sự không muốn theo vào đặt chân vào dãy núi này có thể sẽ không bị xà hoàng phát hiện nhưng chỉ cần đến gần cái hang rắn này khẳng định là lão yêu ma kia sẽ toàn lực chạy về có thể thành công đào tẩu hay không lại phải xem đến cùng là đối phương đã đi được bao xa. Đúng là đánh cược cái mạng nhỏ này. Nhưng có thể bái nhập làm môn hạ của linh hề chân nhân, đánh cuộc một lần cũng không tính là gì. Huống chi có chiếc vòng gỗ kia, đợi đến lúc gã thi triển pháp quyết, trực tiếp biến nó thành một cái lồng gỗ, coi như đã có người hỗ trợ kéo dài thêm một chút thời gian rồi. Phùng Hoa Sinh thu hồi ánh mắt, thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi, đợi lát nữa lấy được trứng rắn chúng ta lại tự phân tán ra chạy trốn lúc ấy lại phải xem ai có vận khí tốt chư vị hẹn gặp lại ở ngô đồng sơn vừa dứt lời gã lại đột ngột lao vào trong hang động dưới tình huống này kể cả khi tiến vào trước một bước cũng là sinh tử khác biệt hẳn là nhã muội hiểu rõ hai mắt phùng hoa nở rộ tinh quang hang rắn đen kịt trực tiếp lộ ra cực kỳ rõ ràng trong mắt gã rất nhanh gã đã nhìn thấy ba quả trứng trắng màu trắng như xích ngọc khác với cảm giác hơi mềm của trứng rắn bình thường, tính chất của chúng nó khá là cứng rắn, mỗi một quả đều cao đến 6 thước. Trong lòng Phùng Hoa Sinh mừng như điên, nhưng đồng thời, cả lại cảm nhận được một tia không thích hợp. Người đâu rồi, gã lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức bị một mảnh hàng quang chói mắt chiếm cứ, chỉ thấy sương lạnh như kiếm, khói trắng như rồng. Nụ cười vui mừng trên mặt trác nhã lập tức cứng lại, nàng ta bất ngờ không kịp đề phòng, đã bị kiếm quan cùng cuộn kia cắn nuốt hết từ sau lưng ngoài miệng lập tức phát ra một tiếng rú thảm đầy bén nhọn a à, ngươi muốn chết phùng hoa sinh quá đổi kinh hoàng gã vô thức bấm phát quyết nhưng hàng xương kiếm quan kia lại trực tiếp đánh về phía gã rõ ràng là cảnh giới của đối phương yếu hơn một cấp bậc nhưng uy thế sắc bén kinh người kia vẫn khiến toàn thân gã phủ đầy sương lạnh kiếm quan rơi xuống ngay phía trước ba quả trứng rắn một bóng hình xinh đẹp hiện ra chỉ thấy trên cổ tay trắng nõn của Khương Thu Lan rỗng tuếch, nào có tung tích của chiếc vòng gỗ kia, nàng tiện tay thu hồi một quả trứng trắng, sau đó không chút do dự, song trưởng đồng thời đâm ra, đánh nát hai quả trứng trắng còn lại, rắc chất lỏng chảy tràn trong tay nàng, sau đó rơi lên người phùng hoa sinh và trác nhã. Ngươi, trong nháy mắt khi quả trứng rắn kia vỡ vụn, gần như hơi thở của phùng hoa sinh cũng lập tức nghẹn lại luôn. Cả vội vàng lấy tay che chắn, nhưng vẫn bị dịch trứng sền sệt kia dính lên người. Trong phút chốc, Hai mắt Khương Thu Lan trực tiếp lóe lên vẻ lạnh lùng, cả người đột ngột lao ra bên ngoài động phủ, từ đầu tới cuối, ngay cả một câu nói nhảm cũng không. Phùng Hoa Sinh lộ vẻ mặt dữ tợn, cả vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo, đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng kêu rên của đạo lữ, "Hoa Sinh, cứu ta." Cả theo bản năng nhìn về phía rác nhã, chỉ thấy đối phương đã bị một đòn đánh lén vừa rồi khiến cho da thịt nứt hết, đạo anh vỡ vụn, lại bị khí tức âm hàng ăn mòn, khó mà nhúc nhích được. Nhã muội, nàng ta nàng ta cố ý giữ lại tính mạng của nàng, phùng hoa sinh trừng to mắt, trên trán rịn đầy mồ hôi. Gã cảm nhận được dịch trứng sền sệt trên người, phản phất như toàn thân muốn bốc cháy, miệng đắng lưỡi khô nói, nàng, nàng phải thông cảm cho ta, chớ trúng gian kế của đối phương, cứu ta, cứu ta. Trác nhã nằm rạp trên mặt đất, đâu còn chút tỉnh táo nào nữa, toàn thân đau đớn kịch liệt khiến nàng lại theo bản năng, mở miệng gào ầm lên, mau cứu ta. Mau dẫn ta rời đi, phùng hoa sinh nuốt nước miếng, rồi không quay đầu lại, lập tức lao ra bên ngoài động. Cả có thể cảm nhận được, con yêu hoàng kia sắp trở về rồi, giờ phút này, cả chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến bất cứ điều gì nữa, ngô đồng sơn là cái rắm gì, trứng xích tâm xà là cái rắm gì, cả có cần, cả chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thiên yêu cuộc này thôi. Ken. Dư Triệu An nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra dưới chân, khẽ thu hồi ánh mắt, sau đó có chút không thú vị thở dài một hơi vì sao không chịu thành thành thật thật thương lượng với nhau một chút, xem nên hợp tác như thế nào. Kỳ thật loại chuyện này vốn không khó khăn như vậy. Chỉ cần bọn họ chịu quan sát ngọn núi này một chút, là có thể đoán được đang có cường giả tới trong non ở đây rồi. Đồng tâm xuyến mang theo nụ cười chiến thắng, kinh ngạc liếc nhìn sư đệ mình, nhưng ngón tay của gã lại không có ý dừng lại. Đầu ngón tay khẽ run rẩy, từng sợi chỉ màu vàng lập tức xuất hiện từ dưới mặt đất, sau đó trở lại lòng bàn tay của gã, thậm chí gã còn thuận tiện còn trên đùa dư triều an một câu làm không tệ xem ra không cần ta phải động thủ đi cứu nàng ta rồi thật ra khương thư lan kia làm loại chuyện này cũng không được khéo léo cho lắm chủ yếu là phải xem nàng làm có đủ sạch sẽ lưu loát hay không có thể tranh thủ được đầy đủ thời gian hay không đương nhiên tình huống tốt nhất là có thể đánh trọng thương phùng hoa sinh nhưng xét cho cùng thực lực đôi bên cũng có chút chênh lệch nàng có thể quả quyết bỏ qua suy nghĩ này không cầu hoàng mỹ, chỉ cố gắng đạt đến kết quả thích hợp nhất, cũng được coi là một loại bản lĩnh rồi. Trong chốc lát, một tiếng rít dài trực tiếp vang vọng khắp núi sông. Bóng dáng màu đỏ sậm kia vốn không đi xa, một khi không bị trận pháp hạn chế, nó lại hung hăng nhảy về hang động. Chỉ trong nháy mắt sau đó, tiếng kêu trên thê thảm kia đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Một luồng lưu quang màu trắng lạnh nhanh chóng lướt ngang qua chân trời thiên yêu quật. Sau lưng nàng, tên phùng hoa sinh kia vẫn đuổi theo không bỏ. Cho dù gã chết cũng tuyệt đối không thể làm lợi cho kẻ tiểu nhân âm hiểm kia. Nhưng rõ ràng là khí tức dịch trứng trên người phùng hoa sinh càng có thể hấp dẫn sự chú ý của yêu hoàng hơn quả trứng rắn trong bảo cụ trữ vật kia. Một khi bị xích tâm yêu hoàng đuổi kịp, nữ nhân kia có thể bỏ trốn mất dạng, đáng chết. Đáng chết. Phùng hoa sinh thở hỗn hển vài hơi, trong lòng khẽ động, phía trước lại có một luồng kiếm quan sắc bén chém tới gã chỉ sơ sẩy một thoáng, đã cứng rắn ăn trọn lùng kiếm quan này, cả người lại đẩy về phía sau thêm một đoạn. Đồ vô sĩ bại hoại. Rốt cuộc phùng hoa sinh cũng không nhịn được nữa, lập tức phát ra một tiếng gào khàn đục. Tiếng nói đinh tai nhất ốc ấy, cấp tốc truyền tới xung quanh. Ngay khi trong lòng gã đang chìm vào tuyệt vọng, đột nhiên một giọng nói mang theo vẻ treo chọc trực tiếp đáp lại, phùng tiểu hữu, sao phải chật vật như thế, nghe vậy, phùng hoa sinh thoáng giật mình một cái, nhưng ngay sau đó, gương mặt đã lộ vẻ vui sướng điên cuồng. Chỉ thấy luồng lưu quang màu trắng lạnh phía trước đang chậm rãi dừng lại. Ở ngay trước người nàng, có hai bóng người mặc trường bào màu trắng đen, chân đạp phi kiếm, nhẹ nhàng lơ lửng giữa hư không. Hai người nọ dùng ánh mắt tràn đầy hứng thú, nhìn trầm trầm vào nơi này, ánh mắt rơi xuống trên khuôn mặt bình tĩnh của Khương Thu Lan. Trương tiền bối, lưu tiền bối. Phùng hoa sinh như gặp được cha ruột của mình, chỉ hận không thể ở ngay trên trời, trực tiếp dập đầu trước hai người kia một cái mong các ngài hãy làm chủ thay hoa sinh nữ nhân này cùng chúng ta đi thăm dò động phủ yêu hoàng đầu tiên là độc chiếm chỗ tốt sau đó trực tiếp chém đạo lữ của ta khẩn cầu hai ngài hãy cứu hoa sinh một mạng ngày sau ta nhất định sẽ dùng tính mạng tới báo đáp chật trương minh hiên nghe vậy khẽ chậm rãi lắc đầu không ngờ tiểu hữu lại là người ác độc như thế lưu kính nguyên tùy ý vung tay đã bao phủ cô nương mặc áo bào đen kia lại có vẻ hai người này vừa thu hoạch được tương đối khá, nên tâm tình không tệ. Hương Thu Lan trầm mặt nhìn lùng lưu quan bên cạnh, trong mắt càng mỏi mệt hơn. Hiển nhiên, tu vi của hai người này đã vượt xa khỏi nhận thức của nàng. Ở thời điểm nàng rời khỏi đại càng, đã nghĩ con đường tán tu này sẽ gian nan biết bao nhiêu, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào rồi. Vì vậy, cả đoạn đường nàng đều rất cẩn thận, không dám có một chút lơi lỏng, lơ là nhưng đến khi ngày này thật sự đến, vẫn khiến người ta có chút ảm đạm, nản lòng. Nàng không muốn lãng phí khí lực đi tranh luận điều gì, dù bản thân đã nhìn ra Phùng Hoa Sinh và Trác Nhã có ác ý trước, sau đó mới phát cảnh tượng kia, nhưng xét cho cùng, người động thủ trước vẫn là mình. Bởi vì với thực lực và bối cảnh của nàng, một khi để người khác động thủ trước, thì rất có khả năng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, đây chính là cảnh ngộ mà tán tu phải đối mặt. Muốn chi hai vị tu sĩ của huyền quan động này rõ ràng là quen biết phùng hoa sinh giờ phút này trong bức màn mây phía chân trời dư triệu an nhớ lại lời mình đã nói lúc trước trong lòng có chút cảm khái nói đây chính là vận khí và nhân mạch dù phùng hoa sinh đã rơi vào tử cục nhưng đến cuối cùng cả vẫn có thể dùng một loại tình huống buồn cười như thể để chuyển bại thành thắng nói xong cả lại nhìn về phía sư huynh ngươi nói xem có phải nàng đáng đời hay không ta không muốn luận đạo lý với kẻ ngu đồng tâm xuyến lạnh nhạt hướng ánh mắt chăm chú nhìn xuống phía dưới. Họ dư kia từ nhỏ đã được nung chiều từ bé đến lớn, xuất thân từ thế gia chính thức, lại nhờ vào sự thông minh và thiên tư hơn người, mà chẳng gặp phải chút trở ngại gì cũng có thể gia nhập vào ngô đồng sơn. Khiến cho trong mắt của gã chỉ có thị phi thiện ác. Chán. Đồng tâm xuyên thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, ta về đây. Ngươi không quen nhìn ác nhân có ác báo ư. Dư Triều An ném qua cái nhìn đầy kinh thường. Ta chỉ không thích nhìn đám ngu ngốc huyền quan động kia thôi, cũng giống như ngươi đó. Đồng tâm xuyến liếc mắt nhìn đối phương, khẽ cười lạnh một tiếng. Nếu không phải đây là quy củ do đại sư tỉ định ra, thì hôm nay gã đã cứu nữ nhân này rồi. Dư Triều An khẽ miếng môi, lại nhìn xuống phía dưới. Nói thật ra, tâm tư ác độc của đôi đạo lữ kia đã rất rõ ràng, ba người đều giống nhau, ai thắng gã cũng chẳng vui vẻ. Ý niệm tới đây, gã hơi hé miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, bên tai Khương Thu Lan chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng, nếu ngươi nguyện ý nhận sai, để mặt nhiếp sư huynh, ta sẽ cứu ngươi một mạng, cái giá phải trả chính là ngươi giao quá trứng trắng kia ra, cũng như mất hết tâm tư bái nhập vào môn hạ của Linh Hề chân nhân đi. Nhận sai. Khương Thu Lan không hề ngước mắt nhìn về phía chân trời, thậm chí còn không có một chút kinh ngạc nào. Ngô Đồng Sơn có người ở đây là đáp án không cần suy nghĩ cũng có thể biết được. Nàng không cảm thấy mình có lỗi gì. Cưng Thu Lan chậm rãi nhắm hai mắt lại, quần sáng lạnh trên thân thể càng thêm nồng đậm, nàng chậm rãi thở ra một hơi, phù. Ở bên trong cái nhà giam được hình thành từ lưu quan kia, nàng cũng nhỏ yếu tựa như một con chim hoàng yến. Nhưng giờ phút này, con chim ấy lại không chịu cúi đầu, mà lựa chọn xù bộ lông vũ trên người lên. Nếu ta không nhìn lầm, thì dường như tiểu cô nương hỗn nguyên cảnh này đang muốn liều mạng với chúng ta. Trương Minh Hiên kinh ngạc nhíu mày, lập tức lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Trương tiền bối, xích tâm xà hoàng sắp đến, xin hãy nhanh chóng chém chết nữ nhân này, hoa sinh vô cùng cảm kích. Phùng hoa sinh có chút lo lắng nhìn về phía sau. Nghe vậy, sắc mặt hai tu sĩ huyền quan động kia khẽ biến, nhưng cũng không quá mức e ngại. Bọn họ đều là tu sĩ hóa thần trung kỳ, hai người liên thủ, dù không đánh lại xà hoàng, cũng không đến mức ăn thiệt thòi quá lớn. Nhưng đúng là không cần thiết phải kéo dài thêm nữa. Thế nào, người ta mặc kệ ngươi ư? Đồng tâm xuyến bỗng dừng lại, nhìn về phía Dư Triệu An với vẻ treo tức. Dư Triệu An nắm chặt hai tay. Cả thực sự không ngờ, nữ nhân này vẫn còn cố chấp như vậy. Mắt thấy Khương Thu Lan đã tích xúc khí thế, chuẩn bị đánh thẳng vào cái lồng giam lưu quan kia, Dư Triệu An vẫn lựa chọn thu hồi ánh mắt, người có tính xấu, chết cũng không thay đổi, thì không đáng cứu. Thiếu chút bối cảnh, thì đáng chết sao? Trước cuộc đồng tâm xuyến cũng vương ngón tay thon dài tới, nhưng đúng vào lúc này, gã lại chậm rãi nhíu chặt lông mày, trơ mắt nhìn Khương Thu Lan liều chết đánh thẳng vào cái lồng giam bằng lưu quan kia như muốn liều chết chiến một trận, ngay sau đó, tiếng vỡ vụn lặng lẽ vang lên. Chỉ thấy cái lồng giam kia lập tức bị bóp nát. Lưu quan sương lạnh rơi vào trong cự trưởng màu vàng, thân hình của cô nương áo bào đen lúc trước vừa một lần nữa hiện ra, nàng có chút ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bộ kim thân pháp tướng cao chừng sáu trượng bảy, đứng sừng sững như một tòa lầu cao, chiếc áo choàng màu vàng sẫm khẽ lay, kim thân chỉ trầm mặt nhìn về phía cô nương trong tay mình. Khương Thu Lan và đối phương nhìn vào mắt nhau, bên trong đôi mắt long lanh của nàng hiện lên một chút nghi hoặc. Nàng thực sự không nhớ mình có quen biết một vị tu sĩ âm thần cường đại như thế. Ngô Đồng Sơn cũng không có ai đi tu tập kim thân pháp tướng. Dường như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên Khương Thu Lan lại xoay người nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy ở phía trước hai vị cường giả huyền quan động kia, vừa có thêm một người khác, bộ y phục màu đen khe khẽ tung bay, dáng người cao ngất mà quen thuộc. Nàng có thể nhìn thấy hai con ngươi màu đen nhánh thâm thúy nằm bên dưới mái tóc đang nhẹ nhàng bay bổng kia, không còn màu đỏ tươi và sát khí ngày xưa nữa, nhưng trên người hắn lại tràn ngập khí thế ngút trời, mạnh mẽ đến mức là người ta kinh hãi không thôi, chỉ bị dư chấn của khí thế kia bao phủ, lại khiến Phùng Hoa Sinh hít thở không thông, hình như không chỉ một mình hắn có bối cảnh. Đầu ngón tay đồng tâm xuyến khẽ phun ra những sợi tơ vàng, sắc mặt càng thêm quái dị. Một tu sĩ hóa thần cảnh như vậy ở bên cạnh, thậm chí còn có một bộ kim thân pháp tướng, vậy mà trước khi hai người đó ra tay, ngay cả một chút cảm giác, cả cũng không có, chẳng trách người ta không để ý tới ngươi. Ta! khuôn mặt dư triều an lập tức trở nên vạn vẹo con bà nó đạo gia từng gặp hắn rồi còn có bộ kim thân kia nữa lần trước đâu có cao như vậy người này không phải là tiểu tử từng cầm u vĩ thương kia sao tiểu hữu có ý gì sau khi lưu quan tràn ra phản ứng đầu tiên của trương minh hiên chính là đưa mắt quan sát bộ pháp tướng kim thân nọ sau đó lại chuyển dời ánh mắt nhìn về phía thanh niên trước mắt khuôn mặt người này cực kỳ xa lạ căn bản không có chút ấn tượng nào Rốt cuộc là một vị hóa thần cảnh trẻ tuổi như vậy, đã xuất hiện từ nơi nào chứ? Được rồi, không có gì để nói nữa, đi trước đi. Sắc mặt lưu kính nguyên thoáng nghiêm trọng hơn vài phần, thanh niên này cũng không tính là gì, nhưng hóa thần kim thân kia là tu sĩ cùng cảnh giới với bọn họ. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ đối phương có chút cổ quái, không biết là kim thân pháp cấp độ nào. Nếu như truyền đấu, đằng sau vẫn còn một con xích tâm xà hoàng, vốn dĩ tâm trạng bọn họ đang vui vẻ, mới muốn thuận tay giải quyết chút phiền phức thay người ta, hiện giờ lại có xu thế muốn kéo phiền toái kia tới trên người mình rồi, đương nhiên là không cần thiết phải nhiều chuyện nữa. Trương tiền bối, lưu tiền bối. Đừng! Trước cuộc phùng hoa sinh cũng kịp phản ứng lại, gã vội vàng kinh hô, dẫn ta cùng đi, nhưng gã còn chưa dứt lời, một bóng người màu đỏ sậm đã từ trên đám mây lao xuống, ở thời điểm nó rơi xuống đất, chỗ cũ đã không còn bóng dáng của phùng hoa sinh. Con cự mãng có hình thể như rồng vừa xuất hiện đã khiến cho mặt đất xung quanh ầm ầm rung chuyển. Chỉ trong nháy mắt, yêu khí hùng hồn đã lan tràn ra. Nó cảm nhận được hương vị quen thuộc trong miệng, trong mắt đột ngột lóe lên vẻ oán độc, thù hằn. Trong phút chốc, cả thân thể con mãng xà kia đã hóa thành một mỹ phụ váy đỏ, nó ngước mắt nhìn về phía bộ pháp tướng kim thân kia, tức giọng trầm thấp nói, bổn hoàng cho ngươi một cơ hội, giao nàng ra đây. Bộ pháp tướng màu vàng sẫm kia cũng không có động tác gì, chỉ yên tĩnh dùng lòng bàn tay nâng Khương Thu Lan lên, hệt như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của xà hoàng. Tiền chết đi được. Sắc mặt Lưu Kính Nguyên biến thành đen kịch, cả dứt khoát nói thẳng, đạo hữu, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, bây giờ yêu ma ở phía trước, tu sĩ chúng ta vẫn nên liên thủ ngăn địch mới đúng, húng chi, tên tiểu tử kia đã chết rồi, ngươi cũng có thể nguôi giận. Cái mặt này trở còn nhanh hơn lật sách. Dư Triều An kinh thường muốn đáp xuống, lại bị đồng tâm xuyến kéo lại, người kia có vấn đề. Quả nhiên, ở trước mắt bao người, rốt cuộc thẩm nghi cũng nghiêng mắt nhìn về phía sau, cất giọng lạnh nhạt nói, cứ coi chừng nó trước đã. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú cùng với vẻ mặt quen thuộc kia, Khương Thu Lan dùng sức cắn môi, cuối cùng, thân thể vốn đang căng thẳng của nàng cũng trở nên mềm mại hơn một chút. Sau khi nụ cười nhà nhạt xuất hiện trên khóe môi, gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mũi nhọn trên thân thể nàng đã biến mất không còn, giống như một thanh trường kiếm trở vào trong bao. Quả nhiên, vẫn là hắn. Hắn luôn luôn xuất hiện một cách khó hiểu như vậy, nhưng lần nào cũng có thể làm cho người khác an lòng. Khương Thu Lan lại không phát hiện, sau khi nghe được câu này, trong mắt bộ kim thân pháp tướng đằng kia chợt lướt qua một tia cổ quái, đạo hữu, đây là có ý gì? Trương Minh Hiên chắp tay sau lưng, năm ngón tay bấm ra một đạo pháp quyết rất rõ ràng con xà hoàng muốn nữ nhân kia chẳng lẽ tiểu tử này lại muốn cùng lúc đấu pháp với hai người bọn họ và xà hoàng nếu bọn họ không nhìn lầm có vẻ như hắn chỉ vừa vặn là hóa thần sơ kỳ mà không phải hóa thần hậu kỳ người này là cái chung rượu chuyển thế hả có thể làm màu như vậy giải thích một chút từ trang bức ngoài ý nghĩa là ra vẻ làm màu giả vờ còn có nghĩa là chứa đựng dư triều an vừa chửi bậy một câu nhưng lời nói lại đột nhiên im bặt chỉ thấy bộ áo đen đang nhẹ nhàng bay bổng kia lại lập tức biến mất tại chỗ mặc dù trương minh hiên không ngờ đối phương lại dám động thủ thật nhưng cũng coi như đã sớm có chuẩn bị từ trước gã lập tức bấm pháp quyết trên đầu ngón tay rồi trong nháy mắt thả ra tam thánh bàn sơn quyết ngay sau đó linh khí trong thiên địa ầm ầm bạo động gần như đã bao trùm suốt mấy trăm dặm xung quanh linh khí mênh mông như thế lại chỉ hóa thành ba tên lực sĩ cao sáu thước có thể nhìn ra trình độ cường hãn của thân thể bọn họ phương thức sử dụng thích hợp nhất dành cho loại loại pháp quyết này chính là dùng để thăm dò chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phân biệt được rõ ràng mọi chi tiết của đối phương trương minh hiên hiếp mắt lại nhìn nhưng ngay sau đó cả chợt hiện mình chẳng nhìn thấy cái gì cả ba tên lực sĩ đằng kia lần lượt bắt lấy hai tay và phần eo thẩm nghi nhưng sau khi thanh niên nọ nhẹ nhàng giơ tay lên, thân thể màu vàng ống của đám lực sĩ lại lập tức tán loạn trong nháy mắt. Ngay sau đó, bàn tay kia đã rơi xuống đỉnh đầu Trương Minh Hiên. Phanh, thân thể hóa thần do thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành lập tức bị đập tan. Bộ y phục màu đen bay phần phật, một kích cùi trỏ lại đánh vào ngực gã. Thân thể không đầu của Trương Minh Hiên lập tức bị đánh văng ra ngoài, lại bị lực lượng vô biên kia xé rách, hóa thành từng sợi linh khí trở về với thiên địa. Gã vẫn còn vô số pháp quyết chưa sử dụng, vẫn còn rất nhiều pháp bảo đang cất trong túi trữ vật bên hông. Nhưng giờ phút này, cái túi trữ vật kia cũng chỉ có thể vô lực rơi xuống trong mảnh linh khí tràn ngập phía chân trời. Bóng dáng màu đen kia, giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào mắt mọi người, khiến cho ngay cả sức tâm xà hoàng đang đánh về phía bộ kim thân pháp tướng, cũng phải vô ý thức dừng chân lại. Thứ quỷ quái gì thế này? Dư Triều An hít sâu một hơi, không phải là gã không thể giải quyết được Trương Minh Hiên một cách đơn giản như vậy. Dù sao trên lệch tu vi và công pháp cũng bày ra rõ ràng rồi. Nếu đối phương vô ý, nhưng làm sao Trương Minh Hiên có thể vô ý ở trước mặt gã được, ta nói hắn có điều cổ quái. Năm ngón tay của đồng tâm xuyến chậm rãi nắm chặt lại, may mà nhìn thấy trước, nếu không đổi lại là gã, nhìn một vị hóa thần sơ kỳ như đối phương, khó tránh khỏi chuyện lơ là, sơ suất. Ngươi, Lưu Kính Nguyên cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, vô thức muốn thoát khỏi nơi này, nhưng trong chớp mắt, thanh niên kia đã lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp nắm lấy phần cổ của gã, dứt khoát nhất bỗng lên. Ngón tay với những khớp xương rõ ràng kia dễ dàng lún sâu vào da thịt trên cổ Lưu Kính Nguyên. Ngay khi gã đặt toàn bộ lực chú ý lên bàn tay thẩm nghi, thì bỗng nhiên một luồng u quang lại từ phía dưới, Xuyên thẳng vào trong cơ thể gã, chỉ nghe phốc suy, một tiếng, nó lại dễ dàng chui ra từ đỉnh đầu Lưu Kính Nguyên, sau đó lặng yên không một tiếng động chui trở về túi trữ vật của Thẩm Nghi. Trên thực tế, ngoại trừ làm Lưu Kính Nguyên cảm thấy đau nhất, thì miệng vết thương bị xuyên qua như vậy, vốn không thể gây ra thương tổn nghiêm trọng đến mức lấy đi tính mạng của gã. Nhưng rất nhanh, con mắt của gã lại lồi ra ngoài, gã mở miệng muốn nói gì đó vấn đề là khoang miệng lại bị một luồng hắc mang trào ra từ trong cổ họng, lấp kín luôn rồi. Quanh, cả thân thể của Lưu Kính Nguyên vốn đang nằm trong tay Thẩm Nghi, lại bỗng nhiên nổ tung. Mãi cho đến giờ phút này, Thẩm Nghi mới thuận tay đón lấy túi trữ vật của gã, rồi quay người lại liếc mắt nhìn xích tâm xà hoàng. U vĩ, khuôn mặt Mỹ phụ váy đỏ dại ra, nó lập tức theo bản năng muốn lui về phía sau hai bước. Chẳng qua, bộ kim thân pháp tướng vừa rồi còn một mực né tránh xích tâm xà hoàng, thì hiện tại đã dùng một tay nâng Khương Thu Lan lên, rồi lặng yên xuất hiện ngay phía sau lưng nó. Được loại vũ phi màu vàng sậm kia gia trì, động tác của nó đã nhanh đến mức ngay cả yêu hoàng cũng không thể bắt giữ được. Vũ bằng lông vũ, phi bằng choàng, có thể hiểu nó là áo choàng lông vũ, vũ mau phi phong cũng được. Chắc là tác giả viết tắt. Thấy vậy, Mỹ phụ váy đỏ cũng không dám kinh thường đối phương nữa, nó trực tiếp biến trở về nguyên hình là con mãng xà dài đến trăm trượng, bên trên phủ đầy lân giác màu đỏ sậm, uy thế dọa người, quả nhiên là một con cự yêu hung thần ác sát. Bỗng nhiên nó chạy thẳng về phía hang ổ của mình, lại bị kim thân pháp tướng đạp cho một cước phải bay trở lại. Bàn chân màu vàng sẫm đột ngột rơi xuống đỉnh đầu nó, khiến cho bộ xà thân khổng lồ kia phải lộn một vòng trở về, đầu rắn ra sức vung vẫy trong đôi mắt âm độc kia đang phản chiếu một bóng hình khiến người ta sợ hãi rõ ràng là lúc trước thanh niên mặc áo đen kia còn đứng cách nó rất xa vậy mà giờ phút này hắn lại đang đứng ở trên cao nhìn xuống chỉ thấy hắn tùy ý phất tay luồng ánh sáng âm u kia lại xuất hiện nó trực tiếp rơi vào trong tay hắn hóa thành một thanh trường thương đen nhánh dữ tợn hai mắt khương thu lan càng mở càng lớn từ nãy đến giờ nàng vẫn một mực nhìn chầm chầm vào thanh niên vừa rơi xuống người con cự mãn giống như một ngôi sao băng kia, ngọn lửa màu tím vàng bao phủ cả màn trời. Hắn dùng một tay cầm thương, lại đạp thật mạnh xuống đầu rắn, hung hãn đạp cái đầu nó phải chuối hẳn xuống dưới, mũi thương mang theo một cơn sóng lửa, phập, một tiếng đã chui sâu vào đầu nó. Không hề nương tay, đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn mạnh nhất trong tay hắn. Biển lửa nuốt hết thân hình khổng lồ của con rắn đỏ, nó thống khổ phát ra một tiếng rít dài, thân thể điên cuồng vung vẩy. So sánh với thân thể khổng lồ của nó, thanh niên kia có vẻ nhỏ bé vô cùng, nhưng chính hắn lại đang vững vàng đứng trên đỉnh đầu nó, tựa như một ngọn núi cao, lù lù bất động. Yêu mãn khổng lồ điên cuồng lắc lư thân thể, mơ hồ có một mảnh hát mang tràn ra từ khe hở phía trên những mảng lân phiến vốn đã có màu đỏ sậm của nó. Ngọn lửa màu tím vàng càng thêm mãnh liệt. Chịu ảnh hưởng bởi động tác giãy dụa điên cuồng kia, mặt đất dưới thân đều hóa thành một vùng khô cằn sỏi đá. Tiếng rít vang vọng không dứt. Thân là yêu hoàng của thiên yêu quật, nó biết rất rõ sự lợi hại của U Vĩ Thương, mà giờ phút này, yêu lực toàn thân đang hùng hồn bạo động, chỉ nhằm một mục đích duy nhất đó là tiêu hóa hết luồng U Quang trong cơ thể. May mà yêu thể của nó mạnh hơn thân thể của Lưu Kính Nguyên không biết bao nhiêu lần. Sau khi xích tâm xà hoàng liều mạng quay cuồng, vô số mảnh vảy đỏ trên người nó không ngừng thép mở, khiến cho luồng hắc mang vốn đang tràn lan bên trong cũng bắt đầu sinh ra xu thế thu liễm lại Hiếp! xích tâm xà hoàng phát ra giọng nữ bé nhọn ngươi cho rằng mình cầm được cây thương này thì bản thân đã biến thành nó rồi hả bản hoàng nói cho ngươi biết ngươi chết chắc rồi thật ra những lời xích tâm xà hoàng nói cũng không sai xét cho cùng thông yêu luyện bảo cũng chỉ là một môn thủ đoạn nhỏ thô thiển mà thôi không cần biết thẩm nghi dựa vào thọ nguyên của yêu ma để thôi diễn luyện hóa bao nhiêu năm thì đến cuối cùng hắn cũng không thể chân chính làm được giống như u vĩ yêu hoàng luyện hóa thanh thương này trở thành một bộ phận thân thể vì vậy hắn vẫn luôn dùng phương thức đâm chọc thô bạo nhất thậm chí lúc trước khi động thủ với thanh linh yêu hoàng u vĩ thương cảm nhận được nguy hiểm đã tự động thả ra u quan để ngăn cản thanh linh và đến tận bây giờ thẩm nghi vẫn chưa thể phục chế lại hành động ngày ấy nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha